mặt ở một cái địa điểm mới lạ này các bác này, cũng có rất là những cái điều mới lạ luôn. Đây con suối chảy ra nơi người ta ngâm gỗ, thì có những cái máng tựa những cái máng lợn các bác này. Đây khu vực của cả cái chắc là của cả người ngôi làng này, thì ở đây những cái máng này là những cái máng mà không ai muốn nhìn thấy nó cả. Đây là cái quan tài nha các bác nhá. Đây cứ hai cái máng này là một này. Hai cái máng là một. Đây bên kia họ còn có mấy chiếc nữa này, có khả năng là họ làm để dự phòng trước về những cái người có độ tuổi cao ở trong làng chẳng hạn. Đây thì anh em mình ở đây thì chó ong khoái ở đây lấy nước nó rất nhiều. Đây đây nó lấy nước ngay cả trên những cái thành bông sen, những cái thành máng này nó cũng lấy luôn. Cái gỗ mà đóng quan tài này thì mình thấy là ở trên đầu núi này các bác, tìm trên đầu núi này thì nó có một cái dây này, chắc là họ phải đi kéo dừ rất là xa về đây thì mới tạo được cái miếng gỗ như này như vậy. Này cái kích. Sao em? Vào sâu lắm à? Vào rất là nhiều. Đây này, nó đậu à. Nó đậu bên trên những cái ngọn cỏ này nhiều lắm. Hai anh em đang phát ngôn tiếng người Mường thì mình cũng không hiểu, mà thấy bảo là lấy nhiều lắm, lấy đông lắm. Đây nó xuống nhiều lắm này, đi anh em mà vào đói đón đi. Có một số tổ thì sẽ lấy được, nhưng có một số tổ thì mình nghĩ là nó lên cao quá các bạn, rất khó để tìm kiếm. Con lừa đi, con lừa đi. Con lừa đâu? Ở đây rồi. Đốt ở đây. Đốt luôn, đốt luôn, đốt luôn. Nhanh nhanh, còn không có tẩn ngay đấy. Thằng đông lắm đấy. Đốt đi, đốt đi. Ủa nhưng mà. Hả? Láo quá. Không, các bác xem này. À, mình cũng chui thẳng vào túi mi lông luôn. Không ở đây được nữa, cái tổ ong này. Có khả năng là buổi ban đêm ấy là nó bị một cái con gì, con vật thì nó đánh cái tổ ong này rồi. Nên bây giờ nó rất là hăng, nó theo cả người luôn, theo mùi luôn. Anh em chui vào túi bóng luôn. Cột khói mà không hăng thì không thể lấy được nó theo mùi hết ở đây này. Theo đây nhiều lắm này. Em bị mấy phát đấy? Một phát thôi. Một à? Đi một phát thôi mà nó có mùi rồi. Tế đang bị ong nó đuổi kìa các bác kìa. Nó bâu luôn sang cả quến luôn. Tổ này phải nói là dữ tợn luôn. Đấy. Cầm cả bó khói mà còn không thể di chuyển được. Không có bó khói đấy thì chắc là Tế nó quần cho Tế thì chắc là phải bị mấy chục phát rồi. Xuống lắm, xuống nhiều lắm em ạ. Có khi mình cứ làm lên bó phần mình đi, không Tế ở dưới đi. Tế ở đây nhá. Em chạy xuống dưới kia ấy. Em cũng phải chơi cái này vào đó cho nó chắc. Ờ. Đây, còn món cái này rồi. Hay là cứ ở đây đốt lửa lên, đốt khói lên thì yên tâm hơn. Ở trong kia gì? Ba lô em đây này. Ba lô anh ngay dưới gốc. Một bó đấy anh nghĩ là khả năng không ổn đâu. Thế làm thêm đi. Không làm được ấy chứ, bâu ấy. Thế không làm được rồi. Thế em cứ đốt cái bó của em đi, xong anh em mình vào. Ôm cái này vào mà đốt ở dưới cổ, ở dưới. Ừ, đúng rồi. Ôm ở kia nữa nhờ. Con đường vào thì nó khá là nhiều gai các bạn. Để anh nhìn nó phát đấy. Gai thì nó không đáng sợ lắm bằng cái tổ ong đâu. Tổ ong giờ nó đang nổi khùng lên này. Khói của em như thế nào rồi? Đó. Khói của em thế nào rồi? Để chạy cái tổ ong một cái nữa coi nhá. Nó hằng lắm. Này này. Để đây nhờ. Đốt luôn đi.
bùng ở đấy em ạ. Đúng không? Xuống nha, đốt đi nha. Lên bên anh được chưa? Ừ, lên bên anh được. Đây các bác nhìn này, cái tổ này nó bị khói với nó hiền rồi. Tổ này ăn mật rồi các bạn, ăn mật nhiều đấy. Bên kia em lên bên kia, thoải mái cởi cởi mi lông lên đi. À, không ấy, không hăng như lúc đầu rồi. Ăn mật rồi. Ăn mật rồi đấy. Em đi khỏi bên sang bên này. À, đây này. Em rơi vào tận gốc luôn này. Thả nó ra hết luôn đi. Ở đây cắt luôn nhá. Ừ, em ở đây cắt luôn. Được không? Ở đây cắt được không? Được. À, cắt luôn bên đấy được à? Ăn hết rồi. Ăn hết nhờ. Ăn nhiều rồi đấy. Đó, các bác cứ để ý, nó ong ăn nhiều quá đấy. Cắt lấy bông thôi. Mùa này đúng thật sự với các bác là ong nó rét, chỉ rét mấy ngày thôi là ong nó bắt đầu ăn mật rồi. Nó khói đấy, cháy như lắm rồi. Trèo lên rồi. Bé tí mà vẫn phải trèo lên này. Tôi khói đây. Ok. Em vẫn cầm cái nào lên treo à? Ừ. Được quá. Cẩn thận gãy cành nhá. Quay ra thì tỉa đi đẹp thì anh em mình có khoảng tầm độ 2kg ở đây. Để nó may mắn đó, chứ còn thật ra thì cái tổ này nó đã ăn đi quá nhiều rồi. Gai em. Chắc cái này không phải buộc từ kia đâu nhỉ? Ừ, không phải buộc nữa. Làm theo hướng cong cong thế nào ấy nhỉ? Ui, có mật đâu. Không có à? Ăn gần hết rồi. Ôi, ăn gần hết rồi các bạn. Mùa tàn của ông khoái rồi. Đây có lẽ là cái lớp nhộng này nó còn không còn nhộng nữa rồi. Nó không nở nữa rồi. Ồ, các bác xem cái bầu này. Kém mật lắm rồi. Hầu như không có mật. Bầu này là không có mật rồi. Chắc thì không được chai C2. Bởi vì cái tổ này nó bé quá. To vẫn có mà. To khả năng vẫn có, nhưng mà tổ này bé. Em hãy cầm hai cái túi mi lông rồi nhé. Vâng. Wow. Ồ, đợi anh ơi. Không nói choảng đấy. À, chơi rồi. Đây anh rồi. Nhét khói ra. Từ ra nhá, để anh cho cái phủ. Nếu có cách là cho cái tay có. Có mùi đấy, anh có mùi đấy. Anh nhổ nước bọt ra đây. Chiều cuối. Anh em mình ăn vội vàng phết rồi đấy. Cuốn gói nào. Đuôi nào các bác ơi. Ác lắm. Em bị vào tay à? Thử vào nó. Hàng chưa từng có đấy. Hôm trước, từ hôm trước về anh em mình đã bị tổ nào như này đâu nhờ. Anh bị vào đúng góc mắt em ạ. Nhưng mà cũng không vội vàng được với cái ong này. Vì kể cả bị đốt các bác cũng vẫn phải rất là từ từ. Càng vội thì chúng ta lại càng bị đốt nhiều hơn.
thế chắc ở dưới chắc là lúc mình hun là nó ra nhiều đấy. Nó sợ từ dưới mình có bị đốt hay không. Sao em? Bỏ ra rồi chưa? Ổn không? Trao phần quà. Không còn gì nữa các bạn. Mật rất là đẹp, tuy nhiên thì gần như là đã tàn rồi. Chúng ta sẽ đi thử tiếp tục những cái tổ tiếp theo, liệu còn có khả năng, liệu anh em mình còn được có được mật không. Những cái tổ lớn thì mình nghĩ là vẫn còn nhiều. Với lại tùy từng khu vực. Cái đấy không cần phải để nữa em ạ. Đây về mình vắt ra thôi. Bởi vì nó không còn mật nữa nên mình vắt ra. Nó không bỏ công.